Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Trong chương trình hôm nay, đài chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 thông qua các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Cao Thị Ngàn ở xóm Phạm Thoại, xã Hải Phú. Ủy ban bầu cử huyện triển khai các nhiệm vụ thời gian tới. Hải Hậu tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 1 năm 2021. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Các địa phương hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri chuẩn bị cho bầu cử đại biểu. Và một số tin tức đáng chú ý khác. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Người phụ nữ mang nghề về cho chị em quê hương. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, ngày 22 tháng 4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2021 thông qua các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Minh Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Hải Điền, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí là đại biểu đại diện cho các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã về dự. Quý 1 năm 2021, huyện Hải Hậu tổ chức thực hiện quy trình kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện theo hướng dẫn của tỉnh, thành lập chi bộ phòng kinh tế và hạ tầng huyện trên cơ sở đổi tên chi bộ phòng công thương huyện. Tập trung lãnh đạo, tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai thực hiện các bước trong quy trình nhân sự Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ủy ban bầu cử và các tiểu ban, ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân các xã thị trấn, ấn định danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Mặt trận Tổ quốc triển khai kế hoạch tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tổ chức các hội nghị hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, 7 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 70 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, 1.622 đại biểu Hội đồng nhân dân xã thị trấn. Về phát triển kinh tế, trong quý 1, sản lượng thủy sản đạt 9.540 tấn, bằng 23,7% kế hoạch và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khai thác đạt 4.722 tấn, nuôi trồng đạt 4.818 tấn. Giá trị sản lượng thủy sản đạt 217,4 tỷ đồng. Đã nuôi thả 30 triệu con giống các loại, trong đó 20 triệu cá bột, 10 triệu tôm sú. Giá trị tổng sản lượng ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 1.296 tỷ đồng, bằng 21,2% kế hoạch và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2020. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ban chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo cụ thể sâu sát gắn với trách nhiệm thực hiện thực thi nhiệm vụ, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan lơ là để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Tiếp tục khẩn trương tổ chức phổ biến quán triệt sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2021, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Tiếp tục lãnh đạo triển khai các bước để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo thời gian và an toàn. Sáng ngày 25 tháng 4, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hải Phú và gia đình long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Cao Thị Ngàn ở xóm Phạm Thoại, xã Hải Phú.
Dự buổi lễ có đồng chí Trần Minh Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Trung Kiên, thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện. Cùng dự có các đồng chí thành viên hội đồng thi đua khen thưởng huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo công chức phòng nội vụ, phòng lao động thương binh xã hội huyện, cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể xã Hải Phú cùng gia đình dòng tộc và đông đảo bà con nhân dân trong xóm trong xã đã về dự. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Minh Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã trao tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho đại diện gia đình mẹ Cao Thị Nhàn. Mẹ Cao Thị Nhàn sinh năm 1922 tại Thượng Trại, xã Hải Phú, nay là xóm Phạm Thoại, xã Hải Phú. Mẹ mất năm 2010, hưởng thọ 88 tuổi. Lúc sinh thời, mẹ lớn lên trong một gia đình nông dân lao động giàu lòng yêu nước. Năm 1946, mẹ đã xây dựng gia đình với cụ ông Phạm Ngọc Thoại cùng xóm Thượng Trại và sinh hạ được hai người con trai. Thời điểm đó, cụ Phạm Ngọc Thoại là cán sự huyện đội, là đại đội trưởng dân quân tự vệ khu vực phía nam huyện Hải Hậu. Đến năm 1951, cụ Phạm Ngọc Thoại hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Năm 1953, được sự động viên của bố mẹ chồng và gia đình, mẹ xây dựng gia đình và sinh được 5 người con. Một người con trai là ông Bùi Văn Việt, cũng tiếp nối truyền thống của gia đình tham gia cách mạng và hy sinh anh dũng tại mặt trận phía Nam của Tổ quốc năm 1973. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã trân trọng ghi nhận và tri ân sâu sắc đến mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình mẹ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã, của huyện, của đất nước. Đồng chí bày tỏ mong muốn gia đình con cháu mẹ tiếp tục nêu cao truyền thống thi đua yêu nước, giữ vững phẩm chất tốt đẹp, là gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Sáng ngày 27 tháng 4, Ủy ban bầu cử huyện tổ chức họp triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 là 64 người, đảm bảo thành phần cơ cấu theo quy định. Công tác chuẩn bị bầu cử đang được tiến hành khẩn trương theo đúng trình tự và thời gian quy định. Theo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 28 tháng 4 công bố danh sách chính thức các ứng cử viên theo từng đơn vị bầu cử và đến ngày 3 tháng 5 niêm yết danh sách chính thức các ứng cử viên ở các khu vực bỏ phiếu. Cuộc họp cũng đã tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung quan trọng trong danh sách đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân huyện. Bên cạnh đó, nêu một số nội dung cũng như vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn huyện từ nay đến ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021. Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử huyện ra soát kỹ lưỡng các thông tin, bảo đảm tuyệt đối chính xác về tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chủ động phối hợp các đơn vị tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử của mình, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Để công tác bầu cử diễn ra bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, đồng chí đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao cho công tác bầu cử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Đồng thời tiếp tục tiến hành các bước theo trình tự, tiến độ và quy định của pháp luật. Cùng với đó, cần có phương án tốt, nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại các địa phương, tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo kịp thời đúng pháp luật. Thưa quý vị, thưa các bạn, chủ động phòng chống dịch bằng việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Sáng ngày 26 tháng 4, tại Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021. Đồng chí Vũ Văn Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến dự. Theo kế hoạch, huyện Hải Hậu sẽ triển khai tiêm cho những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn huyện, gồm Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện và Trạm Y tế xã Hải Hưng. Tại điểm tiêm, Trung tâm Y tế huyện bố trí nhân viên điều dưỡng có chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm trong tiêm chủng để trực tiếp tiêm vaccine phòng COVID-19. Bệnh viện Đa khoa huyện đã phối hợp bố trí sắp xếp vị trí các bàn tiếp đón, tư vấn, bàn tiêm và theo dõi sau tiêm theo quy định tiêm chủng trong điều kiện phòng chống COVID-19. Đồng thời sẵn sàng xử trí khi có tình huống, bảo đảm xử trí nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả các diễn biến phát sinh. Thời gian triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021 từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 năm 2021.
các trường hợp được tiêm sức khỏe bình thường, chưa ghi nhận trường hợp nào có phản ứng sau tiêm. Tất cả quy trình từ tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản đến tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các điểm tiêm đều được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tuyệt đối an toàn theo đúng quy định về tiêm chủng của Bộ Y tế và chỉ đạo của Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Sáng ngày 23 tháng 4, Ban tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lễ bế giảng lớp đối tượng kết nạp đảng khóa 1 năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Xuân Vương, Thường vụ huyện ủy, trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, đại biểu các ban tổ chức, tuyên giáo, dân vận huyện ủy. Tham gia lớp đối tượng kết nạp đảng khóa 1 năm 2021 có 84 học viên đến từ 34 đảng bộ chi bộ cơ sở đảng trong toàn huyện. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm 10 bài chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, xây dựng Đảng về đạo đức, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài những bài giảng theo tài liệu bồi dưỡng của Ban tuyên giáo Trung ương, lớp học còn được nghiên cứu hai chuyên đề bổ trợ, đó là chuyên đề lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam Định và chuyên đề Biển Đông, đi thực tế tại nhà bia đất Phú Cường, nhà lưu niệm Vũ Văn Hiếu và quần thể di tích lịch sử cầu ngói Chùa Lương. Kết thúc lớp học có 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó tỷ lệ học viên đạt xuất sắc là 1 học viên, loại giỏi 56 học viên, trên 66,6%. Học viên đạt loại khá là 20 học viên, đạt 23,8%. Học viên loại trung bình khá là 4 học viên. Đặc biệt, có 15 học viên được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện trao thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Thông qua lớp học lần này, các đồng chí đảng viên mới được trang bị kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, có quan điểm lập trường vững vàng, gắn việc học tập lý luận và hoạt động thực tiễn tại đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan chi bộ trong sạch vững mạnh. Nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong hai ngày 24-25 tháng 4, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện long trọng tổ chức giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ huyện Hải Hậu lần thứ 3 năm 2021. Đồng chí Vũ Văn Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lê Văn Sơn, trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện và đại biểu đại diện các nhà tài trợ đã về dự tặng hoa quà chúc mừng. Tham gia giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ huyện Hải Hậu lần thứ 3 năm 2021 có 6 câu lạc bộ bóng bàn tiêu biểu, gồm câu lạc bộ bóng bàn Trung tâm Văn hóa, Đông Cường, Hải Phúc, Hải An, Hải Phương với trên 70 vận động viên cùng đông đảo cổ động viên đến theo dõi cổ vũ. Giải diễn ra trong 2 ngày 24-25 tháng 4 với 4 bảng thi đấu, tranh giải đơn nam, đôi nam và lứa tuổi trên 60 đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những động tác kỹ thuật đỉnh cao với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực và đoàn kết. Kết quả, ở nội dung đơn nam, giải nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Văn Bình, câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa. Giải nhì, vận động viên Nguyễn Văn Huyến, câu lạc bộ Hải An. Đồng giải ba là vận động viên Lê Xuân Trinh, câu lạc bộ Hải An và vận động viên Nguyễn Vũ Việt Hùng, câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa. Ở nội dung đôi, giải nhất thuộc về đôi vận động viên Lê Minh Kiên và Trần Thế Anh, câu lạc bộ Đông Cường. Giải nhì, đôi vận động viên Nguyễn Văn Thái, Cao Văn Quyết, câu lạc bộ Hải Phúc. Đồng giải ba là đôi vận động viên Mai Thế Vinh, Đỗ Thành Đông và Phạm Xuân Dung, Nguyễn Minh Thành của câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa. Ở lứa tuổi trên 60, giải nhất thuộc về vận động viên Ninh Văn Hòa, câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa. Giải nhì, vận động viên Phạm Công Hoan, câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa. Đồng giải ba là vận động viên Nguyễn Văn Kỳ, câu lạc bộ Hải Phương và Nguyễn Văn Tuyến, câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa. Qua giải đấu nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,
tăng cường công tác xã hội hóa thể dục thể thao, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng rộng rãi và phong trào bóng bàn trên địa bàn toàn huyện, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao nói chung và môn bóng bàn nói riêng. Mặt khác, thông qua giải đấu này có thể phát hiện và quy tụ những tài năng bóng bàn cho huyện nhà khi tham gia các giải thi đấu bóng bàn của tỉnh. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc tổ chức hoạt động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vừa qua, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự chỉ đạo lễ phát động có đồng chí Đại tá Vũ Văn Hưng, tỉnh ủy viên, chỉ huy trưởng và đại diện lãnh đạo phòng chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí chỉ huy trưởng thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy đã ghi nhận những kết quả thành tích đạt được trong thời gian vừa qua và chỉ ra một số điểm cần phấn đấu làm tốt các nội dung đăng ký, ký kết trong đợt thi đua cao điểm này. Đồng chí giao nhiệm vụ cho đơn vị trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện và tham mưu cho địa phương xử lý tốt các vụ việc xảy ra theo quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp tốt với công an, quân sự địa phương, tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể địa phương làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử và vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia bầu cử đạt kết quả cao nhất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vừa qua, Hội Người Cao Tuổi xã Hải Thanh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Mạnh, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Trần Thị Thúy Đoan, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cùng lãnh đạo địa phương, nghệ nhân văn hóa dân gian Vũ Thanh Bình đã về dự chúc mừng. Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hội viên người cao tuổi trong toàn xã đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh được chú trọng. Trong 5 năm đã kết nạp 375 hội viên, nâng tổng số hội viên người cao tuổi xã Hải Thanh đến nay là 1.301 người. Hàng năm, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, hội tổ chức chúc thọ và mừng thọ cho hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, đã mừng thọ cho 632 lượt cụ tuổi 70, 70 năm, 80, 80 năm, 90, 90 năm, 100 và trên 100 tuổi với số tiền trên 190 triệu đồng. Hội tích cực phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế khám tư vấn cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi và tổ chức chữa mắt cho người cao tuổi. Kết quả 5 năm đã khám tư vấn cấp thuốc cho 1.215 người và chữa cho 105 người có bệnh lý về mắt. Đặc biệt năm 2020, có 15 người được đi chữa mắt với số tiền tài trợ trên 31 triệu đồng. Công tác xây dựng quỹ hội được chú trọng. Đến ngày 20 tháng 12 năm 2020, quỹ chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi của xã có số dư gần 225 triệu đồng, quỹ ở các chi hội trên 552 triệu đồng. Trong 5 năm qua, đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 367 lượt người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 115 triệu đồng, thăm hỏi 570 lượt người cao tuổi ốm đau. Bên cạnh đó, phong trào thi đua của các câu lạc bộ văn nghệ giữ sinh được các hội viên hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi với 13 trên 13 câu lạc bộ văn nghệ dưỡng sinh, một câu lạc bộ thơ ca, một số hội viên tham gia câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Các câu lạc bộ thường xuyên tập luyện vào các buổi sáng, chiều, tối và tổ chức giao lưu, biểu diễn trong xã, trong huyện. Tháng 11 năm 2020, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập đã đi vào hoạt động nề nếp hiệu quả. Hội người cao tuổi xã Hải Thanh thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, gương mẫu tích cực vận động con cháu tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó, vị thế của hội người cao tuổi ngày càng được khẳng định trong các phong trào hoạt động của hội và địa phương. Tại đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới, bầu đại biểu đi dự đại hội người cao tuổi huyện
thông qua nghị quyết đại hội và thành công tốt đẹp. Cũng trong tuần qua, Hội Chữ Thập Đỏ xã Hải Cường tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự hướng dẫn giúp đỡ của Hội Chữ Thập Đỏ huyện, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, Hội Chữ Thập Đỏ xã Hải Cường đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ đề ra. Nhiều chi hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt cầu nối trong các hoạt động nhân đạo ở khu dân cư nên đã thu hút được các doanh nghiệp, các chức sắc tôn giáo và con em quê hương sinh sống làm việc ở mọi miền đất nước tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo Chữ Thập Đỏ. Đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ xã Hải Cường có 819 hội viên, tăng 83 hội viên so với nhiệm kỳ trước. Trong nhiệm kỳ đã vận động trên 200 lượt người đăng ký hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được trên 300 đơn vị máu, đã cấp 15 xe lăn cho các đối tượng khuyết tật, trao tặng quà Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bước sang nhiệm kỳ mới, Hội Chữ Thập Đỏ xã Hải Cường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao năng lực vận động và tổ chức các hoạt động nhân đạo ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, trong đó tập trung vào công tác cứu trợ xã hội, bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, Tết vì người nghèo, tháng hành động chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, xây dựng mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, công tác tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác tuyên truyền vận động hiến máu, hiến mô, hiến giác mạc, công tác tuyên truyền giáo dục, công tác thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ, công tác xây dựng củng cố tổ chức hội. Tại đại hội đã hiệp thương bầu 15 ông bà vào ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội Hội Chữ Thập Đỏ xã Hải Cường đã thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm này đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, xong đúng thời gian theo quy định, đồng thời thông báo rộng rãi để nhân dân biết kiểm tra, đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất. Xã Hải An là địa bàn có khá đông cử tri do mới sáp nhập xã Hải Toàn vào xã Hải An. Xác định rõ những thuận lợi khó khăn trong công tác lập và niêm yết danh sách cử tri, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã hết sức khẩn trương, cẩn trọng, ra soát từng phần việc đảm bảo quyền công dân, cũng như hạn chế tối đa những tình huống phát sinh, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử. Đến nay, địa phương đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri. Qua thống kê, xã có 8.338 cử tri tham gia bầu cử ở 6 đơn vị. Ngay sau khi niêm yết, đã công bố rộng rãi đến người dân, cử tri tới điểm niêm yết như trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, nhà văn hóa các xóm để kiểm tra, nắm bắt thông tin. Nếu phát hiện sai sót sẽ báo lại để điều chỉnh bổ sung. Theo quy định của luật bầu cử, chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử, danh sách cử tri phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân và các khu vực bỏ phiếu. Ghi nhận tại xã Hải Giang, đến thời điểm này, xã đã hoàn thành công tác niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở và nhà văn hóa các xóm, khu vực bỏ phiếu. Tại các điểm đã niêm yết, các xóm đã công bố rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân biết kiểm tra. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân trong việc rà soát thông tin, tránh những sai sót như tên cử tri, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ nơi cư trú, thời gian tạm trú tạm vắng. Với việc hoàn thành việc niêm yết công khai danh sách cử tri theo đúng quy định, xã Hải Giang đã chỉ đạo tập trung nhân sự cho việc lập danh sách cử tri. Đến ngày 7 tháng 4, xã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Không chỉ riêng xã Hải An và xã Hải Giang, với tinh thần đúng luật, nhanh chóng, chính xác, thận trọng, mọi quy trình của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã và đang được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai hiệu quả, góp phần để cuộc bầu cử thành công và ngày bầu cử 23 tháng 5 sắp tới thực sự là ngày hội của toàn dân. Phần còn lại của chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Người phụ nữ mang nghề về cho chị em quê hương. Được biết đến chị Phan Thị Nhung, trong Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Hải Anh, khi chị được đại diện cho gần 3.000 hội viên phụ nữ trong xã tham luận về nội dung hội viên phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp nhau làm kinh tế, cùng nhau phát triển. Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi về xóm 24 xã Hải Anh, tiếp đón chúng tôi tại xưởng sản xuất, chị Phan Thị Nhung với nụ cười nơn lở trên môi.
người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn đã để lại ấn tượng về sự năng động, tự tin, dám nghĩ, dám làm và hết lòng vì chị em phụ nữ. Để hôm nay, những thành quả đạt được từ biết bao những suy tư, trăn trở, phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi của chị đã mang đến cuộc sống tương đối ổn định cho rất nhiều chị em phụ nữ ở quê nhà. Chị Nhung năm nay mới ngoài 30, nhưng đã có đến 16 năm bén duyên với nghề thợ may từ người cậu của mình. Trước đây, cuộc sống còn khó khăn. 15 tuổi, Nhung theo người cậu vào trong miền Nam học việc thợ may. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng Nhung đã rất nhạy bén tiếp cận công việc. Kể về chị Nhung và sự phát triển của xưởng may Cường Nhung, để có được như ngày hôm nay là cả một chặng đường dài. Trước thì em có làm trong miền Nam và khi các cậu của em là hướng cho em có một cái nghề may thì em muốn về quê thì thứ nhất là gần với gia đình, thứ hai là cũng tập trung lực lượng các thứ, là nói chung mình dễ tìm thợ thì mình muốn phát triển là kinh tế sau này nữa, thì nên em là chọn cái hướng là về quê để mà mình sinh sống và làm việc. Thì trước mắt trước kia thì là đầu tiên mở ra thì là lượng công nhân nó còn ít, thì 5-10 người đấy, xong bây giờ phát triển thì nó là 50 người, thì em muốn phát triển thêm thì để mà cho phát triển, thứ nhất là phát triển kinh tế gia đình mình, thứ hai là giúp các chị em là thoát khỏi có thể vươn lên thoát nghèo. Trải qua rất nhiều khó khăn vất vả, chị Nhung chia sẻ, trong thời gian mở xưởng tại nhà, thị trường cũng đã nhiều lần gặp phải bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các đầu mối không xuất được hàng. Bản thân phải đứng ra gánh vài trăm triệu nợ công cho thợ. Cố gắng kiên trì, cố gắng tìm kiếm thị trường và duy trì giữ nghề cho chị em. Đến nay, xưởng đã dần phục hồi và ổn định. Từ một thợ may với lương tháng vài trăm nghìn, đến nay, chị Nhung đã có một xưởng may các hàng thời trang rộng 150m², hoạt động ổn định từ 7 năm nay. Có 50 công nhân làm việc tại xưởng, đều là các chị em phụ nữ trong xóm, trong xã, với mức lương từ 4 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Ngoài ra, chị Nhung còn tạo điều kiện hướng dẫn cho 36 chị em phụ nữ khác tranh thủ lúc nông nhàn hoặc ở các xã xa nhận việc về làm tại nhà kiếm thêm thu nhập. Dẫn chúng tôi đi tham quan xưởng, một không khí sản xuất sôi nổi, mỗi người phụ trách một công đoạn hoàn thiện sản phẩm. Tiếng cười nói trò chuyện vui vẻ, môi trường làm việc thân thiện, tinh thần thoải mái của chị em công nhân ở đây khác hẳn so với tưởng tượng của chúng tôi khi bước vào một xưởng sản xuất. Chị Nhung chia sẻ, mỗi chuyến hàng nhiều, cả nhà phải thức thâu đêm để kiểm hàng và chuyển hàng ngay vào đầu giờ sáng. Mỗi ngày trung bình xưởng may hoàn thiện được khoảng 1.600 sản phẩm thời trang như váy, áo sơ mi, vest cho mọi lứa tuổi. Với tay nghề, kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu của thị trường, xưởng may của chị Nhung được các đầu mối uy tín ở Hà Nội tin tưởng và nhận đặt hàng cố định. Doanh thu của xưởng từ đó cũng được duy trì mỗi năm từ 250 đến 300 triệu đồng. Mình làm ở đây thì được 3 năm rồi. Buổi sáng thì thường thường là 8 giờ thì mình mới đi làm, tại vì lúc đấy thì mới đưa con đi học xong. Về thì khoảng 11 giờ, khoảng hơn 11 giờ mình về cơm nước. Chiều thì 1 giờ 30 mình mới đi làm. Chiều khoảng là 5 giờ đón con xong, nếu mà còn thời gian rỗi thì mình sang mình làm một ít. Xong rồi đó mình về mình nấu cơm. Mức nước ở đây thì đảm bảo cho cuộc sống gia đình. Trong câu chuyện với chúng tôi về hội viên phụ nữ xã Hải Anh, chị Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Anh cho biết, chị em phụ nữ xã Hải Anh nói chung luôn tích cực học tập, tìm hiểu, nắm bắt kỹ thuật, công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và nhiều thương hiệu sản phẩm đã có uy tín trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Chủ động tham gia khôi phục, giữ gìn và phát triển nghề truyền thống của địa phương. Trong đó, đặc biệt có chị Phan Thị Nhung, hội viên chi hội 24 xã Hải Anh. Ngoài phát triển kinh tế, chị Nhung còn rất tích cực tham gia các phong trào do Hội Liên hiệp Phụ nữ và địa phương phát động. Trong toàn xã Hải Anh thì có trên 2.900 hội viên phụ nữ và các chị em phụ nữ thì cũng tham gia làm kinh tế gia đình, có nhiều mô hình về phát triển kinh tế gia đình, và đặc biệt là cái mô hình chỗ gia đình chị Nhung tuy là phát triển tại quê hương nhưng mà chị đã có nhiều cái hoạt động mà rất là tích cực cho phong trào phụ nữ xã, đặc biệt là tạo công ăn việc làm cho hiện nay là xưởng của chị nó có trên 50 công nhân và thu nhập bình quân của các công nhân thì cũng dao động từ 4 đến 15 triệu đồng. Và đặc biệt là chị còn tham gia nhiều cái hoạt động của cơ sở xóm, và đặc biệt hơn nữa là trong cái công tác phòng chống dịch Covid-19 thì là tại xưởng của chị đã vận động các chị em công nhân tại xưởng đã ủng hộ may và ủng hộ cho các hội viên phụ nữ trong toàn xã đã được trên 3.000 khẩu trang y tế và cũng góp phần vào cái công tác phòng chống dịch. Năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,
chị Nhung đã vận động các chị em trong xưởng tự may và đóng góp hơn 3.000 chiếc khẩu trang phát tặng cho các chị em phụ nữ trong xã, góp phần giúp chị em phòng chống nguy cơ lây nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, chị Nhung còn là nhân tố tiêu biểu với các phong trào do các cấp hội phát động như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Chị Nhung cùng gia đình đã có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. Ghi nhận những đóng góp của chị Nhung với các phong trào, đặc biệt là tấm lòng vàng của chị, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho chị Phan Thị Nhung. Đồng thời, các cấp hội lấy tấm gương của hội viên tiếp tục vận động hỗ trợ chị em phụ nữ trong toàn huyện nhân rộng mô hình phát triển kinh tế. Trao đổi với chúng tôi về những trăn trở với nghề, chị bày tỏ ước mong trong thời gian tới sẽ mở rộng thêm mô hình sản xuất để tạo thêm nhiều việc làm cho chị em hơn nữa. Chia tay chị Nhung, cũng vẫn với nụ cười thật trìu mến ấy, chị chia sẻ rằng mình sẽ thấy tự tin khi mình có thể làm chủ kinh tế gia đình và giúp đỡ người khác vì mình cảm thấy hạnh phúc thôi, không có gì to lớn cả đâu. Câu nói khiến chúng tôi thực sự cảm phục nhiệt huyết và tấm lòng của chị, điều đã tạo động lực cho chị vươn tới những thành công ban đầu. Có lẽ cũng dễ hiểu đó là mong muốn tìm và giữ nghề cho chị em phụ nữ quê hương, để mang lại một cuộc sống no ấm đầy đủ hơn cho gia đình và người dân lao động trên quê hương mình. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.